Hình ảnh tai nạn kinh hoàng được thành viên nhóm Facebook Oto Phan chia sẻ cho thấy chiếc ô tô SUV màu đen chạy khá nhanh gần song song với một ô tô cùng chiều nhưng sau đó bất ngờ lao sang đường ngược chiều tông trúng chiếc ô tô màu xám đang đổ ven đường. Sau đó, ô tô SUV màu đen tiếp tục hút ô tô màu xám leo lên nóc chiếc kia morning đổ phía sau. Chiếc kia morning cũng bị đẩy lùi tiếp tục va chạm với ô tô đổ phía sau. Liên quan tới vụ tai nạn trên trao đổi với phóng viên về các quy định xử lý hành vi điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làng đường quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị Cảm xử ơn lý thế nào. đã theo dõi kênh 5S luật sư của mình Trần Sĩ ký Hoàng, kênh để phó trưởng văn phòng luật sư Ánh Sáng thế. Công Lý, cho biết.